là nó tua luôn. Ủa cái này sao giống bông mực quá vậy? Ủa cái này nhìn giống như là cái gùa. Cái mai gùa. Ủa lạ ha. Trời ơi nãy giờ bà biết. Mới được bạn của anh Đức tặng đó. Dạ, đúng. Dễ thương quá nên bây giờ lấy cho bạn luôn coi nè. Trời Superman. Superman hả? Này robot của tay bà nội. Cũng là siêu nhân mà. Cũng ngon. À đúng rồi, trước khi mà vào xem clip này á thì mọi người nhớ là các bạn Facebook với bà Vy nha. Facebook là Nguyễn Bà Từ Vy nè. Các bạn đi để chúng ta tương tác với nhau hàng ngày, xem livestream bà Vy nè. Rồi nghe bà Vy trò chuyện bánh nơi trên Facebook. Lâu lâu có anh Đức búa lửa cho nó nữa. Rồi hôm nay kêu tôi ra đây có cái chuyện gì không nè? Là ăn nữa à? Ăn là được rồi. Hôm nay thì bà Vy lại tiếp tục làm thêm một cái clip ẩm thực với mọi người. Đó là sẽ làm một cái mâm xúc xích chiên bự khổng lồ luôn. Mà đặc biệt cái là chiên đủ hình dạng nha, chứ không phải chiên thứ. Ủa vậy làm sao ngộ vậy ta? Xúc xích nó có cây dài dài gì rồi làm đủ hình dạng là sao? Thì tí xíu nữa sẽ bụng biết nhanh biết. Nói chung là miễn chiên xúc xích sao cho nó bông hoa lá hẹ là được. Ngộ vậy ta, gọi là viên mâm vậy rồi Vy. Bà Vy ăn hết hả? Không, Vy ăn nè, rất ăn nè. Anh quay phim anh tính ngày ăn rồi cho thêm gia đình của tôi nữa. Đây nè. Trời ơi có bả dọc nước cái mặt của bả. Trời ơi phá nước rồi mọi người. Ta chưa tắm tát gì chơi mà đi phá nước không ạ. Thôi đi thôi đi thôi. Quá chưa ăn gì chưa giờ chưa ăn gì hết anh em. Cho mời với đang nữa anh. Đi. Ok ăn hết luôn. Bây giờ bà về bạn đất sẽ lết vào siêu thị để mua những cái món cần thiết cho cái bữa tiệc ngày hôm nay. Yeah. Đi anh. What? Vậy. Nhanh lên. Khùng mày. Về lớp vô lớp ra thì bà Vy cũng đã trở lại cái siêu thị quen thuộc và siêu thị huyền thoại của chúng ta rồi à. Thì hôm nay bà Vy vô đây quyết định sẽ mua những cái xúc xích. Mua thật nhiều xúc xích cho mọi người để về làm nguyên mâm luôn anh. Ủa xúc xích có nhiều loại lắm mà. Nó có cái cây ngắn, cây dài, cây bự, cây nhỏ, cây Việt Nam, cây nước ngoài. Biết lấy cây nào? Hôm nay em muốn xúc xích Đức. Thôi đừng có ăn xúc xích Đức. Xúc xích Đức đừng có ăn, kỳ lắm anh. Thôi ăn xúc xích nước khác đi. Anh Pháp, Mỹ, Canada gì đó ăn lại đi. Vậy xúc xích Việt Nam. Ê Vy anh biết rồi cái này là xúc xích nè phải không? Đó. Nè tròn quay nè, tròn tròn nè, xúc xích phải không? Gì bà nói này sushi của ta má ơi. Lộn để. Đây nè, anh biết rồi, bên đây nè. Đâu. Ôi, cái này cây xúc xích nè phải không? What? Trời, xúc xích người ta gì mà bự tổ chẻ vậy má. Ủa, chứ không phải cái cục nào mà tròn tròn bự bự vậy là xúc xích hả? Thấy quen chữ không giờ thủ bà nội. Anh thấy cái này nó trắng mất à. Vậy là chắc chắn cái này là xúc xích rồi. Sai luôn, cái này là đậu hũ của ta má ơi, đậu hũ non. Chứ không phải nó màu trắng hả? Không. Bà Vy phát hiện đây là xúc xích ý, nó có tặng cho tương ớt anh. Ủa vậy là người ta ăn xúc xích với tương ớt hả? Chứ làm sao nữa, chẳng lẽ xúc xích ăn với nước tương. Đâu có, xúc xích thì người ta phải ăn với nước mắm mới được. Xàm ghê bà nội ơi. Đó, đây bà Vy quyết định là sẽ lấy 4 bịch hả anh? 4 bịch vậy là mình có tới 4 chai tương ớt lận. Yeah. Hình như em thấy là có 1 bịch được tặng cho tương ớt, còn mấy bịch này không được tặng. Ủa sao lại vậy ta? Thôi lấy 1 chai được rồi. 1 chai sao đủ làm mâm xúc xích khổng lồ má ơi. À quên. Lấy 1 chai tương ớt nhưng mà là 4 bịch xúc xích. 4 bịch xúc xích tất nhiên là tới 40 cây xúc xích. Nghĩ sao á, đi vô siêu thị mua xúc xích mà bây giờ mua thêm dưa leo nữa. Tôi không hiểu luôn, bây giờ phải qua bên đó hỏi bả mới được. Dưa leo nào bự hơn anh? Anh biết rồi. Cái này mới bự nè. Bự ghê nè, dưa leo mini má ơi. Thèm ghê luôn á. Sao điều này con mắt của tôi nó kỳ sao ta? Con mắt bị mục lẹo rồi. Không phải đâu, bị bà Vy đánh nhiều quá nó vậy đó. Không có quậy à, nói chứ bây giờ bà Vy sẽ lựa một vài củ dưa leo để về mình cắt ra mình ướp rồi hạnh nó xong mình ăn với chút xích cho nó ngon. Vậy là mua dưa leo về để ăn xúc xích hả? Vậy tôi tưởng có mua dưa leo về để ba đắp mặt chứ. Thôi bà nội ơi, đắp mắt trái bơ đủ rồi, khỏi đắp dưa leo. Ủa mắt trái bơ là cái gì vậy Vy? Thì mắt trái bơ là mắt bà Vy bán ở mọi người chỉ 99.000 thôi là được một bịch mắt sử dụng một tháng trời luôn. Mọi người muốn mua thì cứ kết bạn Facebook với Vy ha. Bây giờ bà Vy lấy dưa leo về ăn rồi nữa. Và khi mua một bịch mắt trái bơ mình sẽ được tặng kèm thêm một cái cây cọ và một cái đó thì bà Vy vừa lớp tất cả xúc xích với lại nguyên liệu về rồi nè mọi người. Trời, anh Đức cũng lớp vô luôn. Còn gần chị Vy. Dạo này hay bị dính lớp rồi bà nói ơi. Ê, chưa bao giờ tôi thấy cái số lượng xúc xích mà nhiều như vậy luôn á. Ủa, đâu có trà sữa vậy? Nãy dọc đường mua mọi người.
đúng là mê trà sữa. Đó thì đây là cái chai tương ớt nãy mình được tặng nè mọi người, để đây luôn xíu ăn chung. Gì vậy? Kiếm gì vậy? Kéo đâu rồi? Kéo đâu? Ở đây em kéo rồi mà. Vậy chị kéo đâu? Không biết. Quỷ. Mất kì. Quỷ gì? Quỷ đáng yêu. Quỷ đáng yêu. Đừng có xạo xạo tôi nha. Đây, bây giờ bà Bê sẽ bỏ tất cả sắp xếp. Bỏ là cái mami về, chứ mình lấy ra ra mình sắp. Yeah. Ủa nhiều vậy? 40 cây lận mà. Trời thôi bớt luôn. À, thì nghe thương. Trời ơi. Ê, gì vậy? Hả? Chưa ăn được. Tách nó ra chứ để nó lần toàn vậy nhìn nó lạ quá. Ủa vậy hả? Vậy tách ra đi anh. Nhìn giống như phô mai con bò cười á. Ghê quá à. Anh bớt vậy thôi. Em thì bà Bê sẽ cắt đôi từng cái xúc xích ra cho mọi người để cho tí xíu mình dễ cắt hình á. Yeah. Gì vậy? Xúc xích nhiều quá mình phải chèo ra bớt. Trời ơi, cái vụ này đó bà nội. Có bao giờ mọi người thấy cái bà xúc xích nhiều vậy chưa? Ừ, quá đẻ luôn à. Trời ơi, sao bà Bê bắt cắt nhanh quá vậy? Sao phải cắt nhanh lượng lẹ bất ngờ chứ bà nội đâu. Thấy ghê không trời, thấy ghê. Rồi xong nữa chưa? Đó thì xúc xích đủ hình dạng đó là bây giờ bà V sẽ cắt đủ thứ hình luôn rồi. Lúc mà mình chia lên mọi người nó phồng lên như mấy cái bông hoa vậy anh. Ê, vậy bây giờ cắt cho anh hình ngôi nhà đi. Anh cắt đi. Đây, cái cây đầu tiên thì bà V sẽ cắt theo cái hình truyền thống ha. Đó là mình khứa hai khứa vậy nè bà nội đó. Giống như là khứa cá vậy đó hả? Bà V khứa hai khứa xíu nữa nó phồng lên đã. Yeah. Ê, rồi bây giờ mình khứa bốn khứa đi. Bốn khứa đúng rồi. Bốn khứa mà xéo nhau á. Vậy hả? Một, đúng rồi. Đó, tiếp theo bà Bê sẽ sắn vậy nè mọi người. Ồ, giống sắn như là nha. Khoai tây lóc sắn gì đó. Đúng rồi, khoai tây lóc sấy bà nội, khoai tây lóc sắn nữa. Còn bây giờ anh sẽ cắt thêm một số cái hình tròn nữa. Hình tròn sao? Là giống vậy nè. Đừng có cắt đứt cây xúc xích nha. Ủa, không cho cắt đứt hả? Không. Ủa, cắt đứt ra miếng giống như giò đồng tiền hình tròn vậy đó. Thôi. Chút cho tôi. Vậy là tôi cắt hình dọc. Yeah. Cũng được, giống như bánh mì vậy bà nội đó. Bốn đường nha, bốn đường nha. Đó, bảo đảm cái này chiên lên sẽ giống như là trái khế. Còn bà V thì sẽ cắt theo cái hình bông hoa. Đây nè anh, mình sẽ khứa đôi vậy nè. Ủa lạ vậy ta? Ừ, đó mình khứa gần một nửa luôn. Ủa vậy là cái lát chiên cái nó tét ra luôn. Ừ, nó tét ra, nó tét giống vậy nè, rồi nó quắn lại. Nó quắn lại. Wow, trời ơi, nguyên một cái nhanh bà V và anh Đức vừa cắt xong cho mọi người đủ thứ hình dạng luôn. Nhưng mà hãy nhìn như vậy thì mọi người sẽ chưa thấy được cái hình dạng của nó đâu. Bây giờ mình phải chiên lên thì mình mới thấy được. Yeah. Bây giờ mình sẽ lớp vô bếp của Lão Thái Gia để chiên xúc xích thi. Lão Thái Gia đang cho con vô bếp chiên xúc xích nha Lão Thái Gia. Rồi, ok. Ủa, Lão Thái Gia đang chơi với con gấu kìa. Đang đựng gấu đó. Ừ, gấu cu teo quá à. Cho gói ăn xúc xích luôn mọi người. Chào banana, nghe mùi rồi, nghe mùi rồi đó. Nghe mùi. Đi, cho ăn con. Từ, quậy quá bà ơi. Dạ. Sập nhà bây giờ, đừng có quậy. Xong. Cái gì vậy? Chỉ giờ xong rồi. Ghê hả? Làm hết rồi anh em. Ồ, vậy là bây giờ mình sẽ lấy cái xúc xích mình bỏ vô trong cái chảo đó bê. Trời ơi, bây giờ là mấy cái con xúc xích nó nở ra, nó nhảy phải không? Đúng rồi. Nhảy người anh luôn đó. Nhảy người anh phỏng anh sao? Sao chơi kỳ quá vậy? Đó, tác phẩm nghệ thuật của bà V đó. Chắc ê nè, chiên cục này. Cục này là cái bông hoa mà nó bị le lối nè mọi người đó. Thấy ghê không? Lăn ra. Ủa nè, mới đây là nó tách rồi nè, thấy không? Coi gì gấp ra đi. Chưa chín bà nội ơi. Ủa gì chứ phải để lâu lắm hả Vi? Ủa chừng nào mà nó phải chín vàng đều mới không? Chiên tiếp đi chơi một xíu. Đeo hả? Hả? Trời ơi, cái nồi đất này bỏ ra chiên mình luôn. Tung xin chiên. Hô, anh đã quay trở lại và lợi hại hơn chứ. Hả? Ghê quá, không có dần gì hết trơn á. Ê, nhắm mắt lại đi các bạn quà. Xúc xích chiên. Đúng rồi, chiên luôn đi, bỏ vô chiên nè, bỏ vô chiên đi. Ui, bắp bông. Mới đi mua bắp bông về tặng chị Vi. Ui, cái này là bắp bông xà lách nè, tí xíu. Đây xà lách. Đó mọi người thấy chưa? Đó bà V thấy cái bốn cái bông hoa bự là bự luôn nè. Bây giờ đó đã chín, bà sẽ cắt ra ha. Yeah. Đây, thấy ghê không? Trời ơi, bà nói ơi. Trời ơi. Cái này nó kỳ quá. Cái này như cái nấm vậy. Ừ, mở em. À. Xúc xích lạ dữ rồi thần chim em. Trời ơi, này nó tét ra tè le tét lét như cái bông hoa bông bụp ở dưới quê thổi bông bóng vậy. Đó thì hồi nãy giờ bà V đã chiên gần hết cái chảo xúc xích của chúng ta rồi mọi người. Nó lại đi, ai chiên? À, thì anh chiên nhưng mà đây là cái bẻ thứ hai, mọi người thấy hình dạng nó là
Còn cái này nhìn giống như là cái mai rùa á. Mai rùa. Ồ lạ ha. Trời ơi, nãy giờ bà Vi cứ ôi quá trẻ luôn mọi người đó. Nãy giờ bà V đã chia rất là nhiều hình luôn. Cái này không biết hình gì nó anh ơi. Cái này là hình cục xương chó. Trời ơi, xúc xích người ta nó cục xương chó. Nè, hai cái đầu nó te cái nè, đúng phải không? Còn cái này là con mực Còn cái này giống bộ xương quá hả? Cái này giống như là con hải sâm dưới biển vậy đó. Lạ ghê mọi người, chị B cắt á. Ui, lạ ha. Còn nào lạ nữa không anh? Đây nè, cái này là giống như là cái lưng con khủng long vậy đó. Con rùa mà. À, con rùa, con rùa. Nè, trái khế của anh nè. Đó, trái khế. Xấu quá à. À, thì trước khi ăn hồi nãy như bà V đã nói, bà V có mua dưa leo để chúng ta ăn kèm nha mọi người. Bây giờ V sẽ cắt ra cho anh Đức ăn chút thưởng thức á. Đây, cái này nhìn giống như là cái khoai tây lóc sấy vậy. Nè. Khoai tây lóc sấy. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, sắc vô đây đây luôn hả Bi? Ừ, nhìn cho nó đã á. Sắc lên trên cái bàn xúc xích mình luôn. Ăn cho nó tươi sáng mùa hè. Anh tôi kiếm cái cục nãy cho bà V với anh phải cắt lỗi nè. Đây, bà V vừa cắt xong một đống gì đây? Dưa leo. Đó thì mình ăn chung xúc xích. Đây là nguyên một cái dĩa tôi ngót luôn. Bà V ăn cái thứ cago nha mọi người. Ngon quá. Yeah. Em ăn cái xúc tua nè, ngon nè. Hả? Xúc tua con mực nè. Thấy chưa? Nó nhỏ nhỏ mini dễ ăn ha. Không có ngán nữa. Cái xúc tua này ăn vô đã thôi, không có ngán. Ngon. Công nhận con mực này không phải mực trứng ha. Cái này mà mực trứng nó ngon nữa. Mình phải tưởng tượng ra con mực ăn nó mới ngon chứ. Trời ơi, hiểu nhận cho em béo. Nó đỉnh cao luôn. Bây giờ tôi sẽ ăn cái nấm của chị Vi. Gì bà nói? Cái da bên ngoài của nó dai. Nó dai dai vòng vòng. Nó là ngon luôn. Trời ơi, ăn hoài giống nội. Cho đàn con của Vi ăn nữa. Mình coi đây, mình ăn mình ăn. Bây giờ bà V sẽ cho bé Na, bé Mon và bé Gấu những cái xúc xích cho mọi người đó. Đâu gọi mấy đứa đâu. Mấy đứa ơi, bạn xếp hàng đi bây giờ ăn kìa. Mấy đứa ơi, hồi nãy giờ bà ghiền lắm bà nội ơi nè, bà Mon nè. Trời ơi, bà Mon, xúc xích là món yêu thích của con là con. Trời ơi, khoái hồn, nhai gộp 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 bà nội ơi. Trời ơi, mẹ này chắc bự quá, Gấu không ăn được đâu ha. Không, Vi cắn nhỏ ra cho Gấu là Gấu ăn hết á. Vậy hả Gấu đâu? Trời ơi, cái gia đình này là gia đình xúc xích hay cái gì vậy con? Là quá ăn xúc xích quá trời rồi. Ăn cái ghê, trời bà Mon dành nắng với em đó con. Trời ơi trời bà Mon. Cái chừng xúc xích em coi. Tự nhiên tụi nó ăn hết đồ ăn của em rồi. Chứ nghĩ sao bốn miệng ăn Na, Gấu, Mon rồi thêm anh Đức nữa. Không hết mới lạ. Trời giờ còn có một chút xíu, 1/3 mâm mà sao đủ ăn. Trời, như đây mà Vi không đủ ăn. Xạo mà. Nói chứ còn rất là nhiều nha mọi người. Bà V sẽ bỏ vô tủ lạnh để tối ăn tiếp. Chứ nãy giờ bà V cũng ăn 5-6 cây rồi đó. Anh ăn mấy cây anh nhớ không? Anh ăn có 4 mực, 2 con cá, 7 sò điệp mà đâu có nhiều đâu. Trời ơi, tưởng tượng thấy ghê không bà nội à. Thì hai bà V cũng xin kết thúc clip tại đây luôn ha. Nếu mọi người thích clip này á thì nhớ cho V một like, một subscribe nè. Nhấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi bà V ra clip. Đừng quên đó là kết bạn Facebook với tôi nữa nha. Facebook là Nguyễn Phạm Tường Vi nha mọi người. Để coi clip và V share clip xúc xích này nè đó.